Kết quả U23 Uzbekistan 2-0 U23 Saudi Arabia, chơi hơn người, U23 Uzbekistan giành quyền vào bán kết. Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71. U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia. Bàn thắng U23 Uzbekistan, Nokcha 45-2, Rakhomani 84. Thẻ đỏ Eman Yahir, Saudi Arabia, Hai TV 45-6 và 71. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội được đánh giá mạnh nhất của bảng D và C, nên U23 Uzbekistan và U23 Saudi Arabia đã khiến cuộc so tài này quyết liệt ngay từ đầu. Phút thứ 7, tiền đạo Radit của U23 Saudi Arabia dính chấn thương trong một pha va chạm phải tạm rời sân. May mắn sau đó anh đã có thể quay lại thi đấu. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng và cả quyết liệt với những pha va chạm của cầu thủ hai đội, khiến trận đấu liên tục bị cắt vụn rất khó chịu. Tuy nhiên, có vẻ như trọng tài chính Ahmed Faisal Al Ali xử lý trận đấu khá hiền. Sau 20 phút thi đấu, cả hai đội vẫn chưa có một cú dứt điểm nào về phía khung thành của nhau. Sự thận trọng và phòng ngự chắc chắn đã khiến cả hai đội bóng trẻ của Trung Á và Tây Á đều khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của nhau. Trận đấu sau đó có phần cởi mở hơn và U23 Uzbekistan nhỉnh hơn đôi chút trong việc nắm thế trận. Phút 45, U23 Saudi Arabia có cơ hội nguy hiểm đầu tiên để có thể ghi bàn. Tiếc là cú dứt điểm bất thành. Mãi đến phút 45-2, từ sai lầm ở hàng phòng ngự của đội bóng trẻ Tây Á, U23 Uzbekistan đã có dịp áp sát khung thành và Nokcha đã mở tỷ số 1-0 cho đội bóng Trung Á. Thế nhưng phải nói thẳng, ấn tượng của hai đội để lại trong hiệp 1 chỉ là những va chạm và nằm sân mang tính tiểu xảo. Trong lúc những pha bóng đẹp hầu như là con số 0, tốc độ trong hiệp 2 được hai đội đẩy lên khá nhanh và U23 Saudi Arabia là những người kiểm soát trận đấu tốt hơn. Dễ hiểu bởi họ đang bị dẫn bàn. Tuy nhiên, những pha va chạm và nằm sân không vì thế mà ít đi. Bước ngoặt đã xảy ra ở phút 71, khi tuyển thủ Eman Yahir vào bóng thô bạo và trọng tài đã rút thẻ đỏ cho anh này. Trước đó Yahir đã nhận một thẻ vàng. U23 Saudi Arabia bị dẫn bàn, nay càng thêm khốn khó vì mất người. Phút 84, từ một tình huống tấn công, Rakhomani đã có cú dứt điểm từ xa nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Uzbekistan. Hai bàn cách biệt có lẽ đã đặt dấu chấm hết cho đội bóng trẻ Tây Á, dẫu sau đó trọng tài đã cho trận đấu bù giờ đến 16 phút. Thua chung cuộc 0-2 trước U23 Uzbekistan, đội bóng trẻ Saudi Arabia chỉ có thể tự trách mình, trong lúc đội bóng trẻ Trung Á đã giành chiếc vé thứ 3 để có mặt ở bán kết. Sau Indonesia và Nhật Bản, đội hình thi đấu U23 Uzbekistan, Nematov, Yundosev, Davronov, Hamalai, Khusanov, Yalodivon, Ekrinov, 67, Khomato, Ramonani, 79, Feyula, Boriev, Nokcha, Odilov, 80, Gianov, Khosimo, 61. U23 Saudi Arabia, Mohamed Al-Absi, Mehsan Sibiani, Rayan Hamed, Zakaria Hasawi, Ahmed Al-Ghamdi, Eman Yahir, Faisal Al-Ghamdi, Al-Johani, 81, Mohamed Abu Al-Samad, Al-Safa, 81, Ed Al-Muwan, Haitham Asi, Abdullah Radib, Al-Samad, 81. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.